Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo nghị định, các nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cán bộ xã, phường, thị trấn, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng, mức điều chỉnh chung cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với mức 7,4%. Sau khi điều chỉnh theo mức chung, những người nghỉ hưu trước năm 1995 mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng dưới 2.500.000 đồng một tháng được điều chỉnh tiếp. Cụ thể, đối với những người có mức hưởng từ 2.300.000 đồng một tháng trở xuống, tăng thêm 200.000 đồng một tháng. Người có mức hưởng từ 2.300.000 đồng một tháng đến dưới 2.500.000 đồng một tháng, tăng lên bằng 2.500.000 đồng một người một tháng. Với những người đã được điều chỉnh tăng nhưng lương vẫn dưới 2.500.000 đồng một tháng, thì bổ sung lên tối thiểu 250.000 đồng một tháng, nhưng trường hợp hỗ trợ cao nhất cũng không vượt quá 2.500.000 đồng một tháng.